Rồi, trong phần tiếp theo chúng ta sẽ ôn tập về hai cái phần rất là quan trọng trước khi bắt tay vào môn cấu trúc dữ liệu, đó là struct và con trỏ. Đây là hai nội dung đã được học trong môn nhập môn lập trình. Và tôi tin là sau thời gian dài thì các bạn cũng đã quên rồi. Thì cái việc ôn tập này rất là quan trọng. Đầu tiên đó là struct hay còn gọi là kiểu dữ liệu trừu tượng á. Thì mục tiêu của nó đó là để mô phỏng những cái kiểu dữ liệu không có sẵn, không có sẵn trong cái ngôn ngữ lập trình C, C cộng cộng. Ví dụ như những cái ngôn, những cái kiểu dữ liệu có sẵn như là kiểu số nguyên, số thực, kiểu mạng, ký tự, vân vân. Còn một số cái kiểu dữ liệu mà không có sẵn, đó, bao gồm một hoặc là nhiều hơn một trường thông tin. Lấy ví dụ như là chúng ta có các đối tượng là điểm, điểm trong không gian 3 chiều thì nó sẽ bao gồm ba cái thành phần, đó là tọa độ trục x, tọa độ trục y, tọa độ trục z. Và cái kiểu dữ liệu điểm này mặc định là nó không có sẵn trong ngôn ngữ lập trình. Thì đây là một cái công cụ rất quan trọng và tạo nên rất nhiều những cái cấu trúc dữ liệu về sau. Đó. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái ví dụ, đó là ví dụ như chúng ta mô phỏng các đối tượng sau nè. Ở đây chúng ta có trường Đại học Công nghệ Thông tin, có các khoa trong trường, rồi chúng ta sẽ có sinh viên trong trường. Thế thì bây giờ đây là cái thế giới thực, và làm sao chúng ta mô phỏng được toàn bộ tất cả những cái đối tượng này vào bên trong máy tính. Đó. Thì chúng có phải chúng ta sẽ có các lớp đối tượng là trường, có các đối tượng là khoa, có các lớp đối tượng đó là sinh viên, đúng không? Đó. Thì chút nữa chúng ta sẽ bắt tay vào cái việc là lập trình trên C cộng cộng, đúng không? Để mô phỏng những cái lớp đối tượng này. Kiểu dữ liệu con trỏ. Kiểu dữ liệu con trỏ hay còn gọi là pointer, đây là một cái kiểu dữ liệu để lưu địa chỉ của một cái ổ nhớ. Nghe thì có vẻ hơi phức tạp, nhưng mà đại khái là mọi thứ bên trong máy tính thì nó đều được lưu trữ dưới dạng là những cái ô nhớ. Và cái ô nhớ này nó sẽ có địa chỉ giống như là địa chỉ nhà của mình vậy đó. Thì đây là một cái kiểu dữ liệu đặc biệt, nó dùng trong quá trình mà xây dựng cái cấu trúc dữ liệu nhằm tăng cái tính linh động cho cái cấu trúc dữ liệu của mình. Và nó ngoài ra nó còn giúp cho cái việc sử dụng bộ nhớ hiệu quả hơn, tránh cái việc đó là lặp lại. Rồi, tuy nhiên á, thì là các cái ngôn ngữ về sau á, thì nó đã giấu đi cái con trỏ này. Tại sao lại như vậy? Tại vì cái kiểu dữ liệu con trỏ này á, nếu mà sử dụng không khéo, nó rất dễ bị nhầm lẫn và đôi khi sẽ gây ra những cái lỗi tiềm tàng về sau rất là nguy hiểm. Ví dụ một số lỗi như ví dụ như là lỗi tràn bộ nhớ. Đó, đây là cái lỗi rất là phổ biến. Nếu như chúng ta cấp phát bộ nhớ mà không thu hồi lại thì nó rất dễ bị tràn. Hoặc là sai, ví dụ như là chúng ta trỏ nhưng mà trỏ nhiều cấp chẳng hạn, trong quá trình trỏ về các bộ nhớ khác nhau, về những cái đối tượng khác nhau thì chúng ta lại bị nhầm lẫn. Đó. Dẫn là nhầm lẫn dẫn đến là tạo ra những cái bug về logic. Rồi, thì trong phần ví dụ này á, thì chúng ta sẽ thao tác trên địa chỉ ô nhớ. Thì chúng ta sẽ có hai dạng, đó là chúng ta sẽ tạo ra các con trỏ với lại cái kiểu dữ liệu có sẵn, hoặc là con trỏ với lại kiểu dữ liệu trừu tượng. Đó. Thì chúng ta sẽ lập trình để mà mô phỏng và thí nghiệm trên cái con trỏ này. Rồi, học thì phải đi đôi với hành. Do đó thì trong phần tiếp theo tôi sẽ thị phạm cho các bạn là cách để mà mình cài đặt cho cái kiểu dữ liệu trừu tượng cũng như là Python, cũng như là con trỏ pointer. Rồi, đối với kiểu dữ liệu trừu tượng thì chúng ta sẽ sử dụng Visual Studio Code. Rồi, thì cái giao diện của Visual Studio Code đó, nó là nền tối đó. Thì cái này cũng tùy một số nguồn, thì một số người thì không thích cái nền tối, họ để cho nền sáng. Còn một số người thì quen làm việc tập trung theo kiểu là nền tối chữ sáng thì có thể là để cái chế độ mặc định này đó. Rồi chúng ta sẽ vào New File. Rồi, thì đây là cái file mã nguồn mà chúng ta sẽ viết và chúng ta sẽ lưu nó trước. Trước khi làm gì thì chúng ta phải lưu. Chúng ta sẽ đặt ở trong thư mục, đó là Project Teaching, cấu trúc dữ liệu. Và đây sẽ là file ví dụ như struct example.cpp. Rồi, trước khi mà viết mã nguồn thì chúng ta nên chuẩn bị sẵn cái môi trường. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái terminal, tức là chúng ta sẽ gọi cái trình biên dịch có sẵn bên trong máy tính, đó là G cộng cộng.
nơi công cộng. Sau đó thì gọi đến cái file struct. Ở đây chúng ta nó chưa thấy, chúng ta phải vào bên trong cái thư mục mà chúng ta đang làm việc. Project nè, pitching nè, cấu trúc dữ liệu nè. Đó, chúng ta sẽ thấy là có một cái file là struct example. Rồi lệnh LL là lệnh để mà lấy cái xem cái danh sách file bên trong máy Mac ha. Rồi thì để mà biên dịch được một cái chương trình đó, thì chúng ta sẽ dùng cái G cộng cộng tương ứng là cái trình biên dịch cho ngôn ngữ C cộng cộng đó. Biên dịch cái gì? Biên dịch struct example, đúng không? Cái file mã nguồn của mình, và cái mà output đầu ra nó sẽ là trừ o, tức là output nha các bạn. Và đầu ra của mình sẽ là một cái file thực thi. Thì cái file thực thi đó chúng ta sẽ đặt tên file, ví dụ như là struct ESP hoặc ES thôi. Và lưu ý trên Windows á, thì file thực thi nó sẽ là .exe, còn trong Linux thì không có đuôi .exe mặc định nha các bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ thử enter nè. Ở đây nó sẽ nói rằng là chúng ta không có thể biên dịch được, lý do là nó chưa có gì hết, chưa có hàm main. Thế thì để mà biên dịch được thì chúng ta sẽ phải viết mã nguồn cho nó. Rồi, hàm thư viện nhập xuất thì là iostream. Rồi, in main. Nếu mà bạn nào sử dụng hệ điều hành Windows á, thì và với cái visual, cái trình biên dịch của Visual Studio á, thì ở đây chúng ta sẽ hàm main không nhất thiết phải là có kiểu tra về, ở đây có thể là qua main cũng được. Nhưng mà nếu chúng ta đang sử dụng Linux hoặc là Mac á, thì ở đây phải có kiểu tra về nha. Rồi, đây chúng ta sẽ quay qua slide. Đó. Đây là cái ví dụ này. Chúng ta sẽ có 3 đối tượng, cao nhất sẽ là trường, đại học, công nghệ thông tin. Sau đó là sẽ có các khoa, và trong các khoa sẽ có sinh viên. Thế thì lời khuyên của tôi là nên đi từ nhỏ lên trên, đi từ dưới lên. Chúng ta sẽ mô phỏng những cái đối tượng nhỏ trước, đó là sinh viên. Thế thì chúng ta sẽ có cái struct, gọi là struct sinh viên. À, struct thì cái ở chỗ cuối cùng này chúng ta phải có cái dấu chấm phẩy. Thì các trường thuộc tính của sinh viên nó sẽ bao gồm là gì? Họ tên, đúng không? Họ tên thì nó sẽ có kiểu dữ liệu là mãn ký tự. Thông thường thì họ tên nó chắc không quá 20 ký tự đâu. Ta khai báo như vậy là dư rồi. Tiếp theo đó là mã số sinh viên. Thì mã số sinh viên nó có thể lưu bằng kiểu mãn ký tự tương tự như là họ tên. Nhưng mà để cho đa dạng thì chúng tôi sẽ sử dụng là kiểu số nguyên, mã số sinh viên. Rồi tiếp theo đó là điểm trung bình, đúng không? Điểm trung bình là kiểu số thật. Rồi, giờ chúng ta qua đây. Sinh viên sẽ thuộc khoa, đúng không? Sinh viên sẽ thuộc khoa. Do đó thì để mà tạo ra cái kiểu dữ liệu trừu tượng khoa, chúng ta sẽ có mảng sinh viên. Tạo câu kiểu dữ liệu khoa, đúng không? Trong kiểu dữ liệu khoa này chúng ta sẽ có mảng sinh viên, đúng không? Danh sách sinh viên. Ở đây chúng ta viết khoa hết đi. Một khoa thì thường chắc không có quá 500 anh em, ví dụ vậy thôi. Và số lượng sinh viên sẽ là N sinh viên. Rồi khoa thì nó sẽ có tên khoa chứ nhỉ. Ta sẽ có cha tên khoa. Tên khoa chắc không quá 30 ký tự. Rồi, tương tự như vậy, trường, trường sẽ có nhiều khoa, trường sẽ có tên trường. Do đó chúng ta sẽ tạo cái struct trường. Rồi, ở đây chẳng phải trường sẽ có nhiều khoa, đúng không? Do đó chúng ta sẽ có danh sách khoa. Thôi thì tối đa là 10 khoa đi. Và in n số khoa. Rồi, chúng ta sẽ có tên trường, chắc tối đa 30 ký tự. Lưu ý nha, là ở đây tôi đang code nhanh để cho các bạn hiểu cái cú pháp của nó thôi. Còn về chuẩn mực trong cái việc đặt tên á, thì đôi khi chúng ta phải phải dùng một số cái quy tắc đặt tên. Ví dụ như đây là mảng ký tự thì chúng ta thường sẽ để là S. S là quy tắc của kiểu string. Cái phần này rất quan trọng trong quá trình mà các bạn làm việc ở các
đơn vị bên ngoài á, thì chúng ta phải chuẩn tắc trong cái việc đặt tên. Tại vì nếu không chuẩn á, thì sau này cái việc mà bảo trì code nó sẽ rất là khó khăn. Và thì tôi sẽ thị phạm luôn. Họ tên là string, để tiếp từ ngữ sẽ là s, số nguyên integer, nhưng mà thông thường người ta hay để là n. Float là số thật, người ta sẽ để là f. Sinh viên thì ở đây chúng ta để không thể nào chúng để s được, nó sẽ nhầm với lại kiểu mạng ký tự đúng không, thôi không có để. N sinh viên, tên khoa s, tên khoa, khoa danh sách khoa. N khoa là số lượng khoa, s tên trường. Rồi không biết là ở một số đơn vị nó có sử dụng cái quy tắc đặt tên hay không, nhưng mà một khi chúng ta đã đặt ra quy tắc thì chúng ta phải follow theo đúng không. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khởi tạo nào. Khởi tạo cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ khởi tạo từ nhỏ lên. Chúng ta sẽ tạo các đối tượng là sinh viên SV1, rồi SV2. Giả sử như là chúng ta có hai sinh viên thôi. Sinh viên 1 chấm họ tên, thì đây là kiểu mãn, chúng ta sẽ dùng lệnh là string copy, copy tên của bạn sinh viên này vào. Ví dụ như là Nguyễn Văn A. Rồi sinh viên này còn có trường thông tin gì? Điểm trung bình. Ví dụ như bạn này điểm trung bình là 8.5. Sinh viên này có trường thông tin, mã số sinh viên. Ví dụ bạn này là khóa 9 2019, 2, 1, 2, 3, 4. Như vậy. Rồi xong bạn sinh viên đầu tiên. Tiếp theo lưu ý là chúng ta sẽ copy cho nó nhanh. Nhưng mà quá trình copy á, nó rất dễ sai nếu như các bạn sửa không hết. Rồi sinh viên 2, thôi chúng ta sửa cái biến trước đi, không là chút nữa lại quên thì là mệt. Rồi họ tên Trần Thị Lan, ví dụ vậy. Bạn Lan học rất giỏi, điểm trung bình là 9.5. Quay vật, quay vật. Mã số sinh viên là 9876, ví dụ vậy. Rồi chúng ta đã có hai bạn sinh viên rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ khởi tạo cho khoa nè. Khoa, ví dụ như khoa khoa học máy tính đi. Rồi chúng ta sẽ xét mấy cái trường thông tin. Đó, chúng ta dùng tương tự chấm. Chấm tên khoa trước đi. String copy. Đúng không? Khoa học máy tính. Rồi khoa học máy tính còn có các trường thông tin gì? Số lượng sinh viên. Ví dụ số lượng sinh viên là bằng 2. Và chúng ta sẽ lần lượt xét các bạn sinh viên này vào danh sách sinh viên thứ 0, tức là phần tử đầu tiên á, là sinh viên 1. Rồi bạn sinh viên thứ 2 sẽ là sinh viên 2. Rồi bây giờ chúng ta sẽ viết cái hàm để show thông tin của khoa ha. Hàm void thông tin khoa, chúng ta sẽ truyền vào biến kiểu dữ liệu đó là khoa, và ở đây sẽ là khoa. Rồi chúng ta sẽ in ra nè, tên khoa đúng không, là khoa chấm s tên khoa. Xuống dòng đi cho lịch sử. Rồi chúng ta sẽ in ra câu thông báo danh sách sinh viên của khoa 2 chấm, xuống dòng. Rồi chúng ta sẽ for y bằng 0 chấm phẩy y bé hơn khoa chấm n sinh viên. Tức là chúng ta sẽ duyệt qua tất cả các phần tử, tức là duyệt qua tập hợp tất cả các sinh viên trong khoa đó. Rồi y cộng cộng. Và lần lượt là in thông tin cl. Rồi chúng ta sẽ cl nè, cl sinh viên thứ nhất thứ y cộng một, không thể nào mà chúng ta gọi là sinh viên thứ không, sinh viên thứ một được, chúng ta phải cộng thêm một đơn vị. Rồi xuống hàng. Rồi cl họ tên hai chấm là
chấm danh sách sinh viên, thứ y, chấm họ tên. Rồi, copy, mã số sinh viên, điểm trung bình. Mã số sinh viên, điểm trung bình. Rồi, ở đây chúng ta sẽ xuống vào. Rồi, xuống vào. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ show thông tin khoa ha. Comment chút. Hiển thị thông tin của khoa. Rồi. Có hàm này hàm gì? Quên mất rồi. Hàm này là hàm thông tin khoa. Chúng ta sẽ truyền vào khoa khoa học máy tính. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem biên dịch nhé. Wow, không có lỗi. Biên dịch không có lỗi ngay cái lần code đầu tiên. Rất ít ai có thể làm được chuyện này. Code, mấy chục dòng code mà biên dịch mà không có lỗi thì chỉ có thể là thầy thôi. Rồi, chúng ta sẽ chạy nè. Chấm xuyệt. À, chấm là thư mục hiện hành. Trong thư mục hiện hành lấy ra cái file struct x example. Rồi, chúng ta sẽ kéo lên để xem nhé. Nè, khoa khoa học máy tính nè. Danh sách sinh viên của khoa, sinh viên thứ nhất, họ tên Nguyễn Văn A. Sinh viên thứ hai, mã số sinh viên, điểm trung bình. Thì ở đây để trang điểm cho nó dễ nhìn một chút xíu á, thì chúng ta sẽ ghi đó là show thông tin nè. Thông tin khoa. Đó, khoa nào? Khoa khoa học máy tính. Các thông tin sau chúng ta nên tab nó vô một ít. Sinh viên thứ nhất một tab. Họ tên hai tab. Hai tab. Rồi, biên dịch lại. Rồi, sau đó chúng ta chạy. Thôi kệ, cái này là thẩm mỹ là do mình tự suy xét ha. Thông tin khoa khoa học máy tính, danh sách sinh viên của khoa nè, sinh viên thứ nhất, sinh viên thứ hai. Đó, thì qua ví dụ này hy vọng là các bạn có thể nhớ lại cái cách để mà khai báo nè. Khai báo cái kiểu dữ liệu trừu tượng. Đó. Trong kiểu dữ liệu trừu tượng có thể có một cái kiểu dữ liệu trừu tượng khác. Đó. Rồi, các thao tác trên kiểu dữ liệu trừu tượng chúng ta sẽ dùng, ví dụ như là chúng ta sẽ dùng toán tự chấm để lấy ra cái thuộc tính, lấy trường thuộc tính của một cái đối tượng. Đúng không? Rồi chúng ta có thể gán chuỗi vào bên trong thuộc tính. Đó. Thì qua cái ví dụ này thì hy vọng các bạn nhớ lại cái bài về struct đã học trong môn lập trình. Tiếp theo, chúng ta sẽ ôn về con trỏ. Thì con trỏ nó sẽ có thể là địa chỉ của một cái ô nhớ trên cái biến mà kiểu dữ liệu có sẵn trong máy tính. Ví dụ như là kiểu số nguyên, chẳng hạn in sao, rồi số thực, float sao, như vậy. Hoặc là double sao, v.v. Còn đối với kiểu dữ liệu trừu tượng thì nó cũng sẽ có cái bộ nhớ, có địa chỉ để lưu cái ô nhớ cho cái kiểu dữ liệu trừu tượng này luôn. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lấy ví dụ luôn cho cái ví dụ số 2 ha. Cái này nó khó hơn. Bây giờ chúng ta đã khai báo rất là nhiều cái đối tượng, đúng không? Sinh viên 1, sinh viên 2. Rồi, khoa học máy tính. Đó. Thì bây giờ tôi sẽ dùng cái con kiểu dữ liệu con trỏ nè. Kiểu dữ liệu con trỏ nè. Để mà can thiệp vào bên trong bộ nhớ và thay đổi cái nội dung bên trong. Tôi nói ví dụ, bây giờ chúng ta thấy là có bạn Nguyễn Văn A và bạn Trần Thị Lan. Thì bây giờ giả sử như bạn vì lý do gì đó mà bạn Nguyễn Văn A là ghi sai cái thông tin mã số sinh viên. Đó, bạn sửa lại là 1952 1238 đi chẳng hạn. 1238. Thì bây giờ tôi muốn sửa thông tin của cô
của cái anh Nguyễn Văn A này thì chúng ta sẽ làm cái nào? Đó. Chúng ta có thể sử dụng thông tin là sử dụng cái kiểu là con trỏ. Là đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra một cái con trỏ. Sinh viên. Sao P sinh viên. Rồi. Tức là sao? Con trỏ P sinh viên này á là kiểu địa chỉ của cái struct sinh viên. Rồi. P chỉ chuyên để chứa địa chỉ thôi nha. P chỉ chuyên để chứa địa chỉ. Bây giờ tôi muốn cái con trỏ sinh viên này nè, trỏ vào cái phần tử đầu tiên, đúng không? Trỏ vào cái phần tử đầu tiên trong cái danh sách. Thì lúc này chúng ta sẽ là gán vô là bằng khoa học máy tính chấm danh sách sinh viên. Đây chính là cái phần tử đầu tiên. À, các bạn lưu ý, danh sách sinh viên là một cái mảng. Thế thì nếu như chúng ta không truyền cái chỉ số vào á, chúng ta không truyền chỉ số vào á, thì tương ứng nó chính là con trỏ trỏ đến phần tử đầu tiên của mạng. Hay nói cách khác, cái con trỏ sinh viên này nè, P sinh viên này nè, đang trỏ đến cái phần tử đầu tiên của cái danh sách sinh viên. Và bây giờ chúng ta sẽ thử ha, chúng ta sẽ thay đổi nội dung PSV để mà can thiệp vào các trường thuộc tính bằng con trỏ, thì thay vì chúng ta dùng dấu chấm, chúng ta sẽ dùng dấu mũi tên. Đúng không? Cái sự khác biệt ha, các bạn ghi chú giùm. Khi can thiệp vào bên trong trường thuộc tính bằng con trỏ thì chúng ta sẽ dùng toán tử là mũi tên. Đó. Trừ lớn đó, mũi tên. Rồi. Chúng ta cũng can thiệp cái gì? Mã số sinh viên. Mã số sinh viên thay vì là 1952 1234 như hồi nãy mình nói thì bây giờ chúng ta sẽ là 1238. Và bây giờ các bạn xem nè, đang là 1234 nè. Mình in lại thông tin của khoa thì xem coi cái mã số CV này có thay đổi hay không. Thôi bây giờ mình sửa thêm một trường thông tin nữa đi. PSV trỏ điểm trung bình, ví dụ như thấy bạn này tăng lên, có thể tăng lên do là 0.3 0.3. Rồi, thì xem coi ở đây nó có cập nhật hay không ha. Chúng ta phải lưu ý biên dịch lại. Rồi, sau đó chạy lại chương trình thì thấy nè, nó đã cập nhật lại mã số sinh viên và cập nhật lại cái điểm trung bình. Đó. Vậy đây là cái ví dụ là dùng cái con trỏ sinh viên trỏ trực tiếp vào cái phần tử, đúng không? Trong cái mảng sinh viên của cái lớp khoa học máy tính. Đó. Bây giờ ví dụ như ta muốn lấy cái phần thay đổi nội dung của phần tử số 2 thì sao? Ví dụ ta quay lại ha, Trần Thị Lan, đúng không? Thì giả sử như tên bạn đó là Trần Thị Lan, mã số sinh viên là 1952 9876 thì chúng ta sửa lại là 9800, điểm trung bình là 9 chấm đó. Thì chúng ta sẽ sửa như thế nào? P sinh viên thì P sinh viên cộng 1 chính là cái phần tử đầu tiếp theo trong cái danh sách mạng, đúng không? Đó, do đó chúng ta sẽ là lấy địa chỉ cộng theo 1 sẽ là phần tử tiếp theo của mạng. Trỏ mã số sinh viên, đúng không? Bằng 1952 rồi 9800, sửa điểm trung bình P sinh viên của cái phần tử tiếp theo, trỏ điểm trung bình, đúng không? Bằng 9.0. Rồi thử xem nhé. Biên dịch lại nè, chạy lại nè, đó, nó đã cập nhật lại. Như vậy cái con trỏ này là một cái công cụ rất hiệu quả, nó cho phép mình sửa đổi cái nội dung một cách gián tiếp. Đó. Thay vì là chúng ta sẽ truyền trực tiếp là khoa học máy tính chấm danh sách sinh viên chấm phần tử thứ máy, đúng không? Hoặc mở một vuông phần tử thứ máy, thì ở đây chúng ta sẽ dùng cái con trỏ trỏ một cách gián tiếp. Đó. Thì cái điều này nó sẽ giúp cho chúng ta tạo được cái sự linh động trong quá trình lập trình. Và con trỏ là được sử dụng trong cái quá trong cái việc là tạo cái cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết hoặc là cấu trúc dữ liệu là cây. Thì trong cái bài tiếp theo thì các bạn sẽ học đến cái phần này.